Dạ chị cho bé Như vào lớp giùm em nha chị. À, Dạ dạ em cảm ơn. Hello teacher. Hi, hello So today? Okay, rồi bây giờ mình cùng nhau sửa cái bài tập bữa hổm mà Như gửi cho cô nha. Could you see the screen? Con có thấy màn hình không? có. Rồi, câu đầu tiên ha. Let's go to the mall, correct? Are you free this weekend? Let's go to watch a movie, right? Let's go on a picnic this weekend. Câu số 3 ha, thì mình phải thêm chữ go on a picnic hoặc là have. Có hai cách để làm câu này nha. Đây ha, câu số 3. Một là go on a picnic, đó là một cái cụm từ mình nói là đi picnic ha. Mình có thể dùng go on a picnic hoặc là have a picnic. Dùng go on hoặc là have cho câu ở câu number 3 nha. Tiếp theo number 4, I want to play badminton. Let's play. Chính xác, correct. Let's do our homework together. Chính xác luôn. Let's buy Lan a dress for her birthday. Correct. Number 7. Let's sing a song. Correct luôn ha. Do you want to sing? Let's sing. Chính xác. Let's take a photo. Let's go to sleep at 10 p.m. Rồi, chỉ câu số 3 ra thì những câu còn lại là đều chính xác hết rồi ha. Trong đây có một vài câu ví dụ như chữ homework ha. Do our homework. What does it mean? Như cho cô biết nghĩa của câu này là gì ha? Number 5. Dạ là như là ra ngoài chơi, kiểu là đi ra ngoài. Nói chung là do our homework có nghĩa là do homework là làm bài tập ha. Làm bài tập.
do homework, làm bài tập ở câu số 5. Tiếp theo, play badminton. Chữ này thì chắc là Như sẽ biết ha. Play badminton. Play badminton ở number 4. What does it mean? Nó có nghĩa là gì ha? Dạ là chơi... Chơi môn gì nè? Chơi cái trò đánh cầu lông đó con. Đúng rồi, chơi cầu lông ha. Tiếp theo, number 9. Let's take a photo. Có nghĩa là... Là... hình như là... Hình như là chụp ảnh đúng không cô? Chụp ảnh hoặc là chụp hình, đúng rồi. Take a photo. Những cái cụm nào Như chưa biết, Như ghi lại cho cô nha. Tiếp theo, go to sleep có nghĩa là đi ngủ. Đi ngủ, chính xác. Rồi, number 6, ở câu number 6, let's buy Lan a dress for her birthday. Câu này có nghĩa là gì ha? Let's buy Lan a dress for her birthday. Mua cho Lan một chiếc váy vào ngày sinh nhật của cô ấy. Chính xác ha, dress là cái đầm. Sing a song, sing a song. Dạ là hát và sing a song hát là hát và... đúng không con? Hát một bài. Rồi, hát một bài. Rồi, bây giờ mình cùng nhau qua bài tập số 2 ha. Bài tập thứ nhất thì đa phần không còn cái từ mới nữa. À đúng rồi, cái câu mà watch a movie như có biết chưa nè, cụm ở câu số 2 ha. Watch a movie là xem phim á hả cô? Đúng rồi, xem phim. Rồi, bây giờ mình qua bài tập số 2 ha. My elder sister. Elder sister bằng với older sister đó nha Như. Câu số 1 ở bài tập số 2 ha. Elder bằng với older. Chị gái ha, elder bằng với older. Is good at English and math. Rồi, cái câu bài tập số 1 này thì A, good as là đúng rồi. Nhưng mà sau này mình, bây giờ luôn đi, bây giờ cô sẽ chỉ Như luôn. Đó là chữ interesting. Interesting in cũng có thể đi trong trường hợp câu này ha. Nên đáp án của mình có thể là chọn câu D. Câu D là A và B ha. Bởi vì be interested in có nghĩa là hứng thú. Con tưởng là quan tâm chứ. Đúng rồi con, hứng thú, quan tâm có nghĩa là một nghĩa đó ha. Quan tâm, hứng thú đều được hết. Và lưu ý cho cô là cũng giống như good at, sau nó sẽ là một cái noun hoặc là verb in ha. Be interested in. Rồi, bây giờ Như thử bỏ chữ good at này ra, thay good at bằng interesting in. Đọc lại câu này cho cô nè. Dạ là mình thay chữ good at bằng chữ interested in. Interested in. My older sister. Elder. Elder sister. Elder sister is good at. Good at mình thay bằng interested in. In the. Cô đọc lại chữ đó cho con đi. Interesting. 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 In. Interesting. My elder sister is interesting. English and math. Interesting. Chưa đủ ha, interesting in. Interesting in English and math. Đúng rồi. Vậy thì câu này mình sẽ chọn D, A and B ha. Interesting in là bằng quan tâm.
hoặc là hứng thú nè về một cái gì đó. Ghi lại cái interested in này cho cô nha. Rồi bây giờ mình qua câu số 2 nha. My brother is very good at. Rồi hồi nãy cô có nói good at đi chung với hai cái giống như interested in, đó là noun và verb in, có nghĩa là động từ thêm in vào cho cô. Vậy thì number 2 không phải draw mà là gì? Drawing. Đúng rồi, drawing mới đúng ha. My brother is very good at drawing. Còn nếu như thay bằng interested in vào thì Như sẽ làm như thế nào? Con cũng không biết nè. Giống như câu trên ha, chỉ cần thay chữ good at bằng chữ interested in hay như hồi nãy thôi là được. Rồi, đọc lại câu số 2 cho cô dùng interested in nè. My brother is very interested in drawing. He wants to be on. Cái chữ đằng sau chữ in là chữ gì vậy cô? Rồi, chữ đó là từ vựng mới ha. Architect, kiến trúc sư ha. Architect. Architect, kiến trúc sư. Cô đọc lại câu kiến, cô đọc lại chữ kiến trúc sư cho con. Architect. Architect. Và in the future là như đã biết rồi không đúng không con? Trong tương lai ha. In the future. Rồi, finish. Yes. Rồi, tiếp theo. Rồi, number 3, câu số 3. Are you interested in? Tương tự ở đây không phải là watch mà là gì ha? Watching. Watching, đúng rồi. Korean films. Korean films, what does it mean? Dạ là phim Hàn hả cô? Phim Hàn Quốc chính xác. Korean films. Phim Việt Nam thì mình sẽ nói như thế nào? Thay chữ Hàn Quốc bằng chữ Việt Nam ha. Việt Nam film. Vietnamese films. Vietnamese film. Vietnamese films chứ không phải là Vietnamese. Vietnamese film. Rồi, đây cô sẽ ghi chữ Vietnamese film vào cho con. Vietnamese films. Đây. Vietnamese film. Rồi, tiếp theo number 4. Number 4. Good at every subject at school. Câu này thì mình cũng có thể dùng interested in ha. Nhưng mà đúng là mình phải dùng good at trong trường hợp này. He is good at every subject at school. Lý do tại sao mà trong trường hợp này mình không dùng được interested in ha? Bởi vì cái dụ mà những tất cả những môn học ở trường thì là chỉ về cái sự giỏi đúng không con? Cái năng lực của một người nào đó thì mình không dùng interested in được. Interested in nó chỉ có nghĩa là quan tâm hứng thú thôi ha. Nên mình phải căn cứ vào cái câu phía trước của nó là he is a talented boy. Anh ấy là một chàng trai rất là tài năng. Thì bởi vì tài năng thì anh ấy mới giỏi tất cả môn học ở trường. Chứ tại sao anh khen anh ấy tài năng mà anh ấy chỉ hứng thú là nó bị mâu thuẫn với nhau rồi. Nên trong trường hợp này mặc dù có interested in nhưng mà mình ngược lại với mấy câu trên là mình không dùng interested in thay cho good at được trong trường hợp này. Ok, and now number 5. Tiếp theo ha, chuyển sang qua câu number 5. Rồi, number 5. My elder brother is interested in music. Câu số 5 này con dùng interested in đúng không? Interested in. Thiếu chữ in của cô rồi ha. Interested in music. Đúng luôn. Lang is good
at, thiếu chữ s của cô rồi ha. Lan is good at going camping. Rồi, go camping có nghĩa là đi cắm trại cô. Đúng rồi, go camping có nghĩa là đi cắm trại ha. Picnic với lại camping giống nhau không? Khác nhau. Picnic là con đi dã ngoại ha, con đi dã ngoại không phải là đi cắm trại. Cái ý nghĩa của nó là đi dã ngoại, có nghĩa là có thể là con lên một cái khu vực nào đó rất là mát mẻ như công viên, con trải ra, con trải giấy bạc ra là những cái miếng lót, con ngồi trên đám cỏ rồi con nhìn cảnh, rồi con ăn trái cây, đúng không? Gọi là picnic. Nhưng mà camping thì khác à nha, camping nó vui hơn à. Camping có thể là con sẽ đi vô rừng nè, cắm trại trong rừng ha, bắt đầu đốt lửa trại lên nè, rồi ngủ trong mấy cái lều qua đêm nè. Đó, khác nhau giữa camping và picnic. At the weekend, at the weekend, what does it mean? At the weekend, anh còn số 6 ha. Có nghĩa là đi dã ngoại vào cuối tuần đó cô. Cuối tuần, chính xác. Mấy chữ nào dễ quá thì cô không cần ghi ra ha. Tiếp theo, number 7, Minh is bad at math, but he is very bad at again. Rồi, câu này mình cùng nhau xét nghĩa nha, xét nghĩa. Minh is bad at math, anh ấy tệ môn toán đúng không con? Rồi, nhưng mà con có thấy chữ but nó có nghĩa là nhưng. Khi mà con nói nhưng có phải là con diễn tả hai cái vế nó ngược ý với nhau không? Đúng không? Ví dụ như cô ấy rất xinh đẹp nhưng cô ấy rất kiêu căng, thì hai cái ý nó phải ngược, một cái tốt một cái xấu. Thì ở đây cũng vậy, phía trước đã nói anh ấy dở môn toán rồi thì mình thấy chữ but thì chắc chắn phía sau phải là một cái sự việc tốt, nên mình sẽ dùng là good at. Anh ấy tệ môn toán nhưng mà anh ấy giỏi tiếng Anh ha. Rồi đây cái vế sau thì nó hơi khó hiểu chút xíu ha. Cái vế sau là thank you, thank you. Thanks to, thanks to có nghĩa là nhờ vào, nhờ vào ha. Và lưu ý cho cô, sau nó sẽ cộng với một cái nào. Nhờ vào cái gì đó ha. Thanks to long time learning English, nhờ vào môn tiếng Anh. Nhờ vào cái việc học tiếng Anh trong một thời gian dài nên anh ấy mới giỏi môn tiếng Anh đó ha. Rồi, ghi lại cho cô cái thanks to cộng với now or verb in này ha. Nhờ vào cái gì? Rồi. Như đã ghi chưa? Nếu như chưa ghi cô chờ Như ha. Rồi, tiếp theo number 8. Câu số 8, my father is interested in table tennis. Interested in table tennis. Rồi, Như chọn đáp án là interested in table tennis B đúng không? Rồi, cô chấp nhận ha. Nhưng mà câu A cũng đúng ha.
cả câu A và câu B đều đúng hết. Bởi vì cô có nói với Như là interested in có thể cộng với vừa now mà vừa verb in luôn. Câu A là play in nè, con thấy không? Play in. Cũng đúng ha. Play in tennis, table tennis. Đúng. Mà table tennis cũng đúng. Nên đây mình chọn A và B. Dạ. Rồi, còn cái phần nào nữa không ha? Dạ con mà. Number 3. À rồi, bài tập number 3. Điền vào chỗ chấm sử dụng các từ trong bảng. Number 1, I like jazz. Rồi, I like jazz. Tôi thích chơi cờ đúng không con? I like jazz, tôi thích chơi cờ. Rồi, number 2, my younger sister like collecting dolls. Now she has more than 50. I'm interested in music. My idol is Mỹ Tâm. My girlfriend likes doing gymnastics and she so she has a nice body. I never go skiing. Reading books. My hobby is fishing. My family usually goes camping. Camping, cooking, on weekends. I like collecting bottles, especially glasses. My mother likes she can cook a lot of delicious dishes. Rồi, very good. Đúng hết rồi ha. Nhưng mà cho cô hỏi câu này nha. Play again. Như cho cô biết, Như có biết nghĩa của chữ play again không ha? Play again có nghĩa là đối kháng ha. Đối kháng. Đúng rồi, đối kháng có nghĩa là I usually play against my brother. Tôi thường xuyên đối kháng với em trai của tôi. Có nghĩa là hai người đấu với nhau quá con. Play again. Rồi, ý là đấu với nhau quá ha. Đấu với nhau, đối kháng với nhau. Mình dùng play against. Right, gymnastics. Gymnastics, what does it mean? Dạ là tập thể dục quá, đi tập thể dục. Gymnastics. Gym, đúng rồi, gymnastics là tập thể hình. À. Doing gymnastics, tập thể hình. Right, brighter. Brighter. Brighter ở câu number 6. Writer có nghĩa là nhà. Cái người mà nhà. Viết truyện, cái người mà viết truyện, viết văn mình gọi là nhà gì? Nhà văn. Đúng rồi, nhà văn. Writer là nhà văn. Finish. The next one. Have some days off. Have some day off. Nguyên cụm này có nghĩa là gì đây? Tôi... When I have some days off. Tôi có ngày nghỉ. À. Have some days off là có ngày nghỉ ha. Have some days off, có một vài những ngày nghỉ. Rồi, bây giờ chỉ còn có hai chữ mình cần quan tâm nữa, đó là bottle. Bottle có nghĩa là chai nước cô. Chính xác, giỏi. And delicious dishes. Delicious dishes. Delicious, ngon. Dishes, món ăn ha. Delicious dishes, những món ăn ngon. Delicious dishes, những món ăn ngon. Delicious dishes.
Cái đó là món ngon ngon đúng không cô? Đúng rồi, những món ăn ngon. Rồi. Rồi, ok, mình kết thúc bài sửa ở đây. Bây giờ mình chuyển sang học tiếp phần của hổm nha. Rồi, bữa hôm mình tới phần này là ha, reorder the words. Bây giờ look at the sentences and reorder the words. Nhìn vào những câu sau đây cho cô và sắp xếp lại trật tự cho thành một câu hoàn chỉnh ha. Does she like reading books? Câu này không có dấu chấm hỏi đúng không? Hay là có dấu chấm hỏi nè? Có dấu chấm hỏi thì mình dùng does she like reading books, correct, đúng rồi. Tiếp theo number 2. Đầu tiên, xác định chủ ngữ trước, thường là chủ ngữ sẽ đặt đầu câu. Nếu như đó không phải là câu hỏi. Ai là gì nữa ha? I study. I chưa ha, còn chữ Tony này nữa nè. Hai người. I and Tony. I and Tony. Rồi, tiếp theo. I am Tony. Đây, để cô gạch cho con dễ theo dõi ha. Để biết chữ nào mình dùng rồi nha. I nè. And Tony mình dùng rồi nè. Rồi. Còn những chữ còn lại. Study. Rồi, tiếp theo. In the same school. Đúng rồi. I and Tony study in the same school. Rồi, tiếp theo number 3. Number 3. Do. Đầu tiên con coi thử xem nào có dấu chấm hỏi không? No. No. No, chắc chắn chữ do không thể nào đứng trước đầu tiên rồi ha. Đây. Đây. Tiếp theo. Đây. Đây. Nó đó cô. Chưa, trước chữ nó phải có một cái từ nữa ha. Đây. Do. Do, rồi not, tiếp theo. Nó. Like. Like. Taking photo. Taking photo, correct. Họ không thích chụp ảnh. Tiếp theo number 4. Mary. Doesn't.
Doesn't, does not. Tiếp theo. Doesn't not like. Like. Playing the guitar. Very good. Mary does not like playing the guitar. Number five. Hobby. Thường thì những từ chỉ người nó phải đặt lên làm chủ ngữ trước ha. Ở đây có chữ her nè, có chữ brothers. Her. Her is. Không đúng hả? Ở đây con thấy có sở hữu không? Brother. Em trai hoặc là anh trai của một ai đó ha. Her. Brother. Her brothers. Is. Her brothers, her brother, em trai của cô ấy. Nhưng mà con thấy chữ phẩy S ở đây nữa nè, là trong đó phải có một thêm một cái sở hữu nữa. Cái gì của em trai của cô ấy? Cái gì của em trai của cô ấy? Hobby. Hobby, đúng rồi. Vậy thì sẽ là her brother's hobby. Tiếp theo. Is playing ping pong. Very good. Her brother's hobby is playing ping pong. Cho cô hỏi ping pong bằng với chữ gì ha? Con biết. Ping pong bằng với table tennis. Bóng bàn hả cô? Đúng rồi, nhớ cho cô nha. Ping pong bằng với table tennis. Rồi, tiếp theo, the next exercise, bài tập tiếp theo ha. Read and tick. Đọc và đánh dấu tick. Nếu như đúng thì mình sẽ đặt dấu tick vào bên cột true. Nếu như sai thì mình đặt vào bên cột false, sai ha. Rồi, bây giờ Như đọc cho cô cái đoạn này rồi dịch thử nha. Hello, my name is... Hello. My name is... Lê Hoàng Long. I'm from Quảng Ngãi. I like swimming and playing badminton. I do not like skating and cooking. I study at Phạm Văn Đổng Primary School. It's in Nguyễn Huệ, District, Quảng Ngãi City. It's in a my school. I am in class 4 with 4 gì ha? Class 4 chữ G mình đọc là gì? Không nhớ thì đọc lại bạn chữ cái cho cô. A, B, C, D, E, F, G. Con có biết cái bài hát về bạn chữ cái không? Chi, đúng rồi. Khi mình không thuộc mình có thể đọc cái bảng lên ha. Đọc cái bài hát đó lên. With Phong Mạnh Hùng. We are good friends. I love my school and friends. Rồi, dịch cho cô cái đoạn này nè. Chào. Tôi. Nói lưu ý cho cô là chữ này mình đọc là hello. Hello, nhưng mà đọc hello ha. Hello. Hello. Tôi tên Lê Hoàng Long. Tôi ở Quảng Ngãi. Tôi thích bơi và thích chơi cầu lông. Tôi không thích trượt. Đó gọi là trượt gì có? Trượt gì đó? Tiên là trượt ván à? Trượt ván và nấu ăn. Tôi học ở trường Phạm Văn Đổng. Tôi học ở trường tiểu học Phạm Văn Đổng.
Nó đường Nguyễn Huệ. Ở nó đường Nguyễn Huệ, thành phố Quảng Ngãi. Đúng rồi. Nắng. Nó là một ngôi trường vui vẻ hả con? It is a small school. Trái nghĩa với lớn là? Nó là một ngôi trường nhỏ. Đúng rồi. Tôi học ở lớp 4G. Đúng rồi. Và with, mình dịch là với. Với Phong và Hùng. Đúng rồi. Chúng tôi là bạn thân. Tôi rất yêu trường của tôi và bạn của tôi. Đúng rồi. Nhìn từ câu 1 tới câu 10 đánh đúng sai cho cô, dựa vào những cái thông tin mà con vừa đọc ha. Bắt đầu, câu đầu tiên. Sai. False. False là sai ha, và true là đúng. Nhưng mà trước khi con nói đúng sai, con đọc cho cô cái câu ở phía trước ha. Long is from Quảng Nam. False or true? False. False. Rồi, sửa lại cho cô thành đúng nè. Correct it. Long is from Quảng Ngãi. Long is from Quảng Ngãi. Rồi, tiếp theo, number 2. False. Đọc câu đó ra cho cô ha. Đọc xong rồi mình chọn true form rồi mình sửa. True or false? He likes dating and cooking. True or false? Là gì cô? True or false? Cô hỏi con đúng hay sai ha? True là đúng, false là sai. True or false? Forms, right. Correct it. Correct it. Correct it là tiếp theo hả cô? Correct it là con sửa lại cho đúng à. He do not like. Do not like. Không đúng rồi ha. Đối với he thì mình không có dùng do not mà mình dùng gì? Doesn't. Đúng like. Rồi. He doesn't like skating and cooking. Number 3. Chưa, bây giờ Như làm theo 3 bước cho cô. Bước đầu tiên đọc câu đó, bước thứ 2 xác định true form, bước thứ 3 sửa lại ha. He is in love for this For gì? For she. For she. Just. True. 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 Right, nếu true rồi mình không còn sửa. Number 4. Number 4, đọc cái câu đó ra cho cô nào. His school is a big school. Right. True or false? False. False. Sửa lại cho cô. Correct it. His school is a small school. Đúng rồi. Number 5. Hùng and Phong are his good friend. Hùng and Phong are his good friends. True or false? True. True. Right. Tiếp theo, number 6. He doesn't like his school. Phone. Phones. Correct it. Đúng là he like school.
He likes his school. Right, number 7. Two. Number 7. True. His school is in Nguyễn Trãi Street. Con chắc không? Phải Nguyễn Trãi không nè? Mình kỹ lại xem. Phone. Phone. Rồi sửa lại cho cô. Không phải Nguyễn Trãi chứ trên đường nào? His school is in Nguyễn Hạ Street. Very good. Rồi tiếp theo number 8. Phone. Phone. A phones. Okay. He doesn't like playing badminton. Sửa lại cho cô. He like playing badminton. He like playing badminton. Right. Tiếp theo number 9. He is in Quảng Ngãi. He is in Quảng Ngãi. True or false? June. True. Rồi, chính xác đúng không? Nãy giờ mình đề cập tới Quảng Ngãi mà ha. Yeah. And the last sentence. Phone. Phone. His school is Quang Trung Primary School. Rồi, bây giờ Như sửa lại cho cô nè. His school is Phạm Văn Đồng Primary School. Very good. Rồi, okay. Bữa sau mình sẽ học tiếp lesson number 4 của unit 7 ha. Bây giờ... Cô nói hôm nay chơi mà. Rồi, cô biết rồi nhưng mà bởi vì time's up rồi ha. Bữa sau nhất định mình sẽ chơi. Cho nên bây giờ cô sẽ dặn cho Như chuẩn bị để cho khả năng thắng của Như cao hơn ha. Bữa sau mình sẽ chơi một cái game, đó là game phát âm ha. Game phát âm. Như có biết game phát âm là gì không ha? Dạ là cô cho một cái từ con đọc đó hả?